Chào bạn, hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu két sắt Hòa Phát. Két sắt có tính năng chống cháy, được bảo mật bằng mã số điện tử và khóa chìa. Và két sắt này thì có hộp pin là hộp pin ngoài, màu sắc là màu xanh. Và hiện nay thì Hòa Phát đổi tên thành Nội Thất Dầu Ăn. Hai két sắt đều là một cả. Một két sắt được sử dụng nhiều cho văn phòng, công ty. Bạn có thể bấm mã số và gạt tay cầm lên để mở két. Nội thất của két sắt thì được chia làm 3 ngăn, có ngăn kéo có khóa bên dưới, còn 2 ngăn thì có thể để được hồ sơ giấy tờ. Két sắt được bảo hành chính hãng là 3 năm. Một két sắt an toàn, chống cháy, mang thương hiệu Hòa Phát, Made in Việt Nam chính hãng và được giao hàng và lắp đặt miễn phí tại nhà. Nếu các bạn cần mua một két sắt có chất lượng tốt như vậy thì hãy gọi ngay cho mình nhé.